Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, phát ngôn của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vô tình thừa nhận liên minh này đang can dự vào cuộc chiến với Moscow. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm 11 tháng 10 cho biết khối quân sự này sẽ tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân vào tuần tới. Ông này cũng cho rằng chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine sẽ được xem là thất bại của NATO. Theo đài RT của Nga, ông Medvedev gọi bình luận của nhà lãnh đạo NATO là một lời xác nhận mở về sự tham gia của liên minh quân sự này vào cuộc chiến chống lại Nga, một bình luận thiếu khôn ngoan nhưng thành thật. Cựu Tổng thống Nga Medvedev nói, quan chức người Na Uy thành thật này cuối cùng đã thừa nhận điều đó. Ông Stoltenberg khẳng định NATO đang viện trợ chưa từng có tiền lệ cho Ukraine để đảm bảo Kiev chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga. Ông Medvedev cảnh báo, việc phương Tây gửi thêm vũ khí hiện đại tới Ukraine sẽ làm tăng rủi ro xung đột bùng phát quy mô lớn, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo NATO cân nhắc kỹ về vấn đề này. Trong cuộc họp hôm 11 tháng 10, Tổng thư ký Stoltenberg cũng cho biết, cuộc tập trận có tên Steadfast North diễn ra định kỳ hàng năm và thường kéo dài khoảng một tuần. Khi được hỏi về nguy cơ cuộc tập trận Steadfast North có thể gây ra tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Nga hay không, ông cho biết cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu và trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thư ký NATO nói thêm rằng họ sẽ phát đi tín hiệu rất sai lầm nếu NATO hủy bỏ cuộc tập trận hạt nhân chỉ vì cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm 12 tháng 10 vừa cho biết chính phủ nước này sẽ cân nhắc việc huấn luyện quân sự cho lực lượng Ukraine. Ông Albanese cho hay ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về những việc mà Úc có thể hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Úc khẳng định, chính phủ Úc chắc chắn đang cân nhắc việc huấn luyện quân sự cho lực lượng Ukraine. Một số cơ quan truyền thông cho rằng các chuyên gia huấn luyện của Úc sẽ được cử đến Ukraine, nhưng các báo khác cho hay hoạt động huấn luyện sẽ không diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Ông Albanese nhấn mạnh đây không chỉ là cuộc chiến vì chủ quyền của Ukraine, đây là cuộc chiến vì luật pháp quốc tế và về tôn trọng chủ quyền quốc gia. Chính phủ Úc cho biết đến nay đã chi khoảng 314 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ cho Ukraine. Phát biểu của Thủ tướng Úc được đưa ra sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tăng cường năng lực phòng không trong cuộc họp hôm 11 tháng 10. Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp, G7 cam kết tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và pháp lý cho Ukraine lâu nhất có thể.